I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Bây giờ là 30 Tết, gia đình nhà mình đi chơi tất niên. Yeah. Tối nay cả gia đình mình sẽ đi tham dự chương trình tất niên của Hội Thánh Người Sự Sống. Thời tiết đêm 30 này cũng hơi lạnh nên là phải mặc áo lông thì mới đủ ấm được. Đi chơi thôi. Hà Nội những ngày Tết này ra đường thật là thích. Đêm 30 này, đường rất là rộng, thông thoáng. Thích nhất là mấy ngày này, đi không phải bon chen. Đêm 30 Tết của gia đình mình chỉ đơn giản như thế này thôi. Tết gia đình mình đúng nghĩa theo kiểu được nghỉ ngơi ấy, tận hưởng bên nhau. Xong rồi thì đi lượn đường, xem không khí 30 Tết ở ngoài đường thế nào. Nhưng mà nói chung là rất là vắng. Còn lúc này là buổi sáng mùng 1 Tết này. Nhà mình thì cũng không có khách khứa đến nhà chơi Tết nhiều đâu, nên là cũng chỉ sắm một cành đào, một cây cuốt và mấy cành tuyết mai để chơi cho có không khí Tết thôi. Năm nào thì sáng mùng 1 gia đình mình cũng về quê chồng để chúc Tết các bác ở quê. Quê chồng mình thì cách Hà Nội khoảng 40 cây thôi nên đi lại cũng rất là gần. Các bạn nào mà đang sống xa quê, nhìn cảnh cái đường D này có nhớ ở quê không? Chúc mừng năm mới 2024 và ngày hôm nay thì cả gia đình mình là mùng 1 về thăm bác cả gia đình mình như mọi năm. Quay cái clip này để chủ yếu là kỷ niệm với hai cậu và cô nhà mình. Năm nay là 8 tuổi và 6 tuổi. Cháu sẽ lên lớp 1 vào năm nay các bạn. Cậu đây và cô đây. Năm nay nhà mình mua của hai bác nhà mình mỗi nhà là 150 quả bưởi nên là ăn thoải mái luôn và làm quà rất là tiện, ăn rất là ngon, lại đảm bảo là không có phun thuốc trừ sâu gì hết. Phần là lên quay mình chờ phái đoàn không? Ăn hết là sang xuân mới. Bác chúc ông bà và các cháu sang xuân mới có sức khỏe mới. Dạ. Cháu để làm tốt nhiệm vụ của cháu. Dạ. Coi thu hoạch thắng lợi. Dạ. Mấy bạn trẻ nhà mình rất là yêu động vật ấy, nên nhìn mấy con chó rất là khoái. Quay mị nó hôn. Các bạn ở đây với mình. Giới thiệu với các bạn, đây là cái máy nổ vỏ mà bây giờ ở thành phố chắc chắn là không tìm thấy này. Cái máy này có khi nó phải 30 tuổi rồi. Bởi vì mình năm nay 38 tuổi và đúng mình không nhớ. Mở cái cửa ra cho nó sang. Đây là máy nổ vỏ của bác mình và nó phải đến 30 tuổi mất rồi, tại vì là rất là lâu rồi bác mình đã làm cái nghề này. Đấy, tại bây giờ nó còn hoạt động. Và cái máy này đã nuôi tất cả các anh chị nhà mình lớn lên. Đây là một cái máy rất là nhiều kỷ niệm. Wow. Tết có vui không con? Tết vui cả. Được bao tiền lì xì rồi? 100 ạ. 120.000 được chứ. Chúc Tết bác cả xong rồi thì giờ sang nhà bác hai để chúc Tết thôi. Gia đình chồng mình chỉ có ba anh em thôi, bố mình là út, còn lại có hai bác ở quê. Nhà hai bác nhà mình cũng ở gần nhau thôi nên chỉ cần đi bộ như này là có thể sang nhà bác thứ hai rồi. Bây giờ bọn mình đã đến nhà bác thứ hai của mình rồi, bây giờ vào chúc Tết. Năm nay kinh tế khó khăn này, bưởi nó còn rất là nhiều. Chắc là ra Tết nhà bác mình mới thu hoạch. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy bưởi xếp thành hàng như thế kia. Năm nay kinh tế khó khăn nên là bưởi bán hơi chậm. Còn rất là nhiều. Để ngoài quả trên vườn này. Đây rất là nhiều này. Vợ chồng cháu có sâm với cả bánh.
Dạ vâng, đây cảm ơn bác nhá. Còn đây mùng tuổi bác. Đây. Mùng tuổi bác năm mới. Năm nào cũng như thế này. Các bác mình ở quê chủ yếu là làm nghề lông thôi, nên là ngày Tết cũng rất là vất vả. Mùng 1 Tết còn phải đang ngồi đỡ lợn đẻ kìa, không được đi đâu chơi. Hai anh em làm gì đấy? Xem lợn à? Úi giời, lợn đẻ đúng không? Úi giời, nhìn này, lợn đẻ yêu chơi như con thỏ con đây này. Lợn mẹ không cho lợn con bú. Đây, bác nhà mình đang ngồi chậm, bác ngồi đỡ lợn đẻ tiếp à? Lợn hậm nóng. Ôi, một con lợn con chết này. Chết này thì bác làm gì hả bác? Cái này nhà bác mình nuôi rất nhiều lợn này, ngày mùng 1 Tết là phải ngồi chăm lợn đẻ này. Thế là lợn đẻ xong hết chưa bác? Lợn đẻ xong hết chưa bác? Mình có thích không? Xin bác một con về nuôi. Đâu thích con nào, xin bà một con về nuôi nào. Mấy con này ỉa bậy lắm. Để tối cho nó ngủ với mình. Nhưng mà nó thích bú sữa lợn. Đừng sơ ba bẩn. Chúc Tết nhà bác thứ hai xong thì quay về nhà bác cả để ăn bữa cơm ngày Tết cùng với gia đình nhà bác. Bữa cơm ở quê thì cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà rất là vui vẻ và ấm áp ấy. Sáng mùng 2 Tết thì gia đình nhà mình cũng chả đi đâu chơi cả. Mấy bố con ở nhà bật phim, xem phim tại nhà thôi này. Bây giờ đang là buổi chiều mùng 2 Tết, gia đình mình đi nhóm. Đi nhóm xong thì có sang nhà chị bạn rất thân với vợ chồng mình để ăn Tết cùng với gia đình nhà chị này. Tết đúng là sum vầy, được gặp gỡ nhau đầu năm rất là vui. Mẹ ơi! Mẹ! Anh thanh niên này sang nhà bác thấy có cái bộ này, thích quá này, mặc vào này, rất là thích nữa này. Còn cô con gái nhà mình cũng rất là thích, thì sang nhà bác có hẳn một phòng rạp chiếu phim riêng ấy. Cô bé vào xem từ đấy, từ đầu giờ đến cuối giờ luôn. Bây giờ đang là sáng mùng 3 Tết và bọn mình đang trên đường về quê ngoại, mình ở Nam Định. Mọi năm thì ra Móng Cái ăn Tết nhưng năm nay sẽ về Nam Định để ăn Tết. Quê gốc của mình ở Nam Định. Hai chó cún đang ngủ. Từ Hà Nội về đến quê mình mất khoảng 2 tiếng rưỡi nên bọn mình đi cũng rất là sớm. Lúc này bầu trời vẫn còn ánh bình minh này. Mình đã về Nam Định rồi. 2 tiếng rưỡi đã về đến nhà. Nhà ông ngoại trồng rất là nhiều cây cảnh này. Nên là nhìn vườn toàn là cây cảnh rồi các bạn ạ. Mình về chúc Tết ông bà ngoại cũng chỉ trong ngày thôi, nên là mình cũng không thời gian nhiều để quay ấy. Tranh thủ đi chúc Tết các bác, các cô ở quê. Lúc này thì mấy anh chị đang hư này, bị gì bắt đứng xếp hàng đánh đòn này.
Đây đúng nghĩa là cảnh quê này, đẹp này, bình yên này, không bị xô bồ. Còn lúc này là mùng 4 Tết, đi chúc Tết nhà nội cũng nhà ngoại xong hết rồi thì gia đình mình lên Hồ Gươm chơi, dạo phố, chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm của cả gia đình. Hai vợ chồng mình là người rất là nghiện xem phim, nên là mùng 5 Tết rủ nhau đi xem phim này. Mà rạp chiếu phim đông dã man đấy các bạn ạ. Buổi tối thì có gia đình của em gái nên Hà Nội chơi, nên là nhà rất là đông trẻ con này, làm pizza chúng nó ăn này, rất là món khoái khẩu của chúng nó này, chúng nó rất là thích ấy. Còn người lớn thì ăn lẩu. Sáng hôm sau thì cho các cô cậu đến Mega Wonder chơi. Các cô cậu có vẻ rất là thích thú ấy. Như này là hết Tết rồi, hôm nay cũng là mùng 6 là còn gì nữa. Thế là hết Tết nhà mình rồi. Còn Tết nhà các bạn thì thế nào? Cùng comment cho mình biết nhé.